Hello, mình với Sinh xin chào tất cả các bạn nha. Xin chào nha. Ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người một bài mùa nền dùng để các bạn trộn mồi để các bạn câu cá trôi, cá chép, cá rô phi và cá chấm. Hiệu quả dễ làm nha các bạn. Cái bài này là cái bài mồi nền ủ chua chua thối nha, chứ không phải là chua như bình thường nữa. Bạn thấy không, thời tiết dạo gần đây rất là xấu nha các bạn, nên ngày hôm nay mình làm cái bài mồi này để cuối tuần này mình đi đánh trộn với lại cái mồi của mình cho mọi người xem, hoặc là các bạn có thể trộn với tất cả các loại mồi khác ở trên thị trường đều được hết nha các bạn. Thì mình muốn là làm cái video này sẵn tiện mình chia sẻ cái bài mồi này cho mọi người xem và mình đi test thử coi với cái thời tiết nó khó chịu như thế này và nó xấu như thế này, liệu cái mồi này cá xuống nước cá nó có chịu ăn mồi hay không, hoặc là như thế nào đó. Thì cái bài mồi này mình cũng đánh rất có nhiều cá rồi, cái trôi, cá chép, cá chấm, cá rô phi, cá mè dinh đều lên hết rồi, lên rất là nhiều, lên thậm chí là lên những con cá trôi cá chép rất là to. Cá chép nó tới 6 kg và cá trôi tới 6 kg, cũng được vài con rất là nhiều, cái trôi 3 kg rất là nhiều. Ok, thì bây giờ không dòng vo phức mất thời gian của các bạn nữa, thì bây giờ xin mời tất cả các bạn và mọi người cùng đón xem cái video này của mình nè. Các bạn yêu thích hãy ấn like, chia sẻ và đăng ký để ủng hộ cho mình nói Sinh, giúp kênh của mình nó càng ngày càng phát triển nha các bạn. Ok, bây giờ mời bạn cùng đón xem nha. Đầu tiên các bạn bị một mình một cái thao rất là to như thế này nha các bạn. Đây là khoai lang mình mới vừa mua vừa xong, đây là con mình đang có là 4 kg khoai lang nha các bạn. Các bạn nào mà thích lột vỏ ra cũng được và không thích lột vỏ cũng được, mình để nguyên vỏ để mình câu lăng xê cho con mồi của mình nó được giữ lâu hơn và mau quăng mồi nó khó bị bẻ mồi, giữ ổ tốt hơn. Các bạn nào mà muốn câu đài á thì các bạn có thể lột vỏ ra để các bạn chọn ủ mồi câu đài và câu lăng xê đều được ok hết nha. Đó, cái này phần này mình sẽ bóp nhuyễn nó ra. Ok, bóp nhuyễn nó ra rồi mình hướng dẫn những phần tiếp theo cho mọi người xem. Bóp này nó mất thời gian lắm nên mình sẽ làm nhanh lên quá trình một xíu nha các bạn. Ok nha các bạn, sau 15 phút mình đã bóp nhuyễn hết tất cả cái khoai lang này ra rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho nguyên liệu tiếp theo nha. Đây là cái cơm nguội nè. Đây, mình sẽ cho một nửa cái phần tô cơm nguội này vô, tầm là một chén vuông á các bạn à. Đó, đấy. Bạn cho nó cơm nguội còn nhiều đi, cho thêm ít nữa, cho hết cái tô vô cũng được. Các bạn nào mà thích câu cá mè, câu đài gì đó thì thích, cho nó mồi chúng ta nó nhanh lên men. Cái này là nhanh, rất nhanh lên men luôn nha các bạn, cho hết luôn, hết tô luôn. Đó, giờ cho nó đã, nhanh lên men đó các bạn. Đấy, cơm nguội tạo cho chúng ta cái độ chua lên men nhanh tự nhiên. Cơm mà con các bạn để lâu sẽ bị thiêu, thiêu nhanh lên men lắm, mấy như men rượu bạn. Cục cá nó ok lên, các bạn cứ dùng tay bạn bóp cho nó đều 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 đều, với lại khoai lang với lại cơm nguội này ra chung với nhau là được. Đó, bóp không cần bóp kỹ đâu, bóp cho nó 80% đều là được, cho nhuyễn hết mấy cái hạt cơm này ra là được. Đó, tại vì có một số bạn yêu thích câu câu cá mè nên dùng những cái nguyên liệu cho nó đỡ rớt tí, con mồi nó dễ. Đây, con mồi lành phần nó ok nhất có thể. Xong, bây giờ sẽ đến cái nguyên liệu tiếp theo nha. Thì các bạn đây là bơ tường ngang, hũ bơ thực vật, hũ lớn, hũ tròn lớn. À, một hũ luôn nha các bạn. Đó, khổ luôn cho nó đã. Mình ghét làm đắt nhắc lắm, làm lần cả hũ luôn.
Đó, ok. Ok. Nguyên liệu là xong thì mình bóp cái nguyên liệu ra cho nó đều chung với nhau. Xong rồi mình sẽ bóp mà làm theo nguyên liệu tiếp theo. Chứ mình không có làm một lần, đổ hết một lần vô trộn, như vậy nó sẽ không có tốt, không có đều. Mà nó có đều nữa nó không có có được cái độ hiệu quả cao. Giống như là mình bóp từ từ, phần nào cũng ra phần đó nó đều với nhau. Như vậy nó sẽ ok hơn. Mộn ta ủ nó nhanh lên mùi thơm hơn. Chua gọi là chua thơm á. Đã lắm. Có cái vị nồng hút cá đến ăn. Cá nó đến nó ăn rất là giữ ổ lâu luôn. Nghe mùi vị thơm nè. Nồng nè. Đồ chua nó tự nhiên. Cá nó sẽ thích cá nó ăn nhanh hơn. Hiệu quả hơn. Đó. Đó là những gì mình biết. Mình muốn chia sẻ lại cho mọi người. Hiện tại là đang có 3 nguyên liệu rồi. Thì mình một cái dao. Đây là cái hương vị dầu chuối, trái cây. Cái này để cho con ta trộn mùi vô. Hương vị thơm. Hương vị này cái chấm, cái chép, cái trời rất là thích. Và cá gô phi. Gô phi nó cũng ghét cái này lắm. Nhưng mà mình trộn mùi vô thì nó sẽ cái thích, cái ăn nhanh hơn. Hộp 10 ống nha các bạn. Cho hết 10 ống vô luôn. Cho nó nhanh lên mùi thơm. Giảm cái độ chua hăng, chua lét á của cái mồi. Giảm lại. Dầu chuối này các bạn không phải chua, cá chép, cá chấm, cá mè đều được hết. Nhưng mà nó chỉ không tương thích với lại cá rô phi thôi. Cá rô phi nó không có thích cái mùi gì của cái dầu chuối. Tại vì dầu chuối nó có hương vị the. Nhưng mà cái chấm với cá chua, cá chép á thì nó lại thích hương vị này. Tại vì những con cá to ở dưới hồ tự nhiên á, hoặc là hồ bán nhiên á, hoặc là ở đâu đi nữa, cái bào tử rất là nhỏ nên nó ăn cái độ chua rất là chua luôn, nhanh tiêu hóa cho nó dễ tiêu hóa, nên nó sẽ chọn những cái hương vị chua, gọi là chua thối luôn, cho nó nhanh tiêu hóa. Nên mình lại làm mồi cho nó đúng mùi vị của con cá. Vậy khi các bạn câu cá nó sẽ đạt hiệu quả cao hơn. Tránh tình trạng cá nhỏ nó phá mồi nha các bạn. Đó. Bây giờ mình sẽ đến cái nguyên liệu tiếp theo. Đây là phô mai con bò cười. Này. Trước khi mình cho cái phô mai con bò cười này gửi về vào. Thì mình khui hộp lại trước. Đó. 3, 6, 8 lát. Đó. Sẽ bóp cái phần này lên đã. Rồi mình mới cho cái phô mai ngồi vào. Hôm nay mình đi làm việc cũng khá là mệt. Nhưng mà có thời gian, mình muốn làm lại cái video này cho mọi người xem. Để cho các bạn khỏi phải thắc mắc là trong cái mồi của mình trộn á, trong đó nó có những phần gì, mình có giấu giếm gì hay không, hay là như thế nào đó. Đây là công khai nha, rõ ràng nha. Không, video này không cắt ghép nha. Chỉ bấm dừng để trộn ở khoai lang thôi. Chứ không có thêm được phần gì trong đây hết nha các bạn. Ok. Giờ mình sẽ mở cái hộp phô mai này ra. Sẽ mở nhanh tí nha các bạn. Chứ mình mở lột tay vậy thì biết khi nào nó rồi. Các bạn xem video nó dài quá, mà lột nó chậm tay quá. Các bạn này nói này nói kia, các bạn thấy các bạn chán nản, và mình không có vui. Đó. Nên mình cố gắng mình làm nhanh nhất có thể cho các bạn xem. Video của mình cũng 7-8 phút rồi. Mình sẽ bấm cho nó nhanh tiến độ lên một tí. Ok, sau 2 phút mình đã lột hết 8 lát phô mai con bò cười như thế này ra rồi nè. Bây giờ mình sẽ bóp cho nó nhuyễn cái đều chung với lại mồi nha các bạn, cho nó phần kia nha. Đó. Bóp nhuyễn ra luôn, chôn mà đều hết luôn. Nên hôm nay là cũng thứ ba rồi, ngày mai là thứ tư.
đến thứ chiều bảy nhanh lắm, nên mình sẽ trộn mồi ướt, mồi cho nó nhanh lên cái độ chua lên men tí, để cho kịp có mồi để mình đi câu cá và đi xác định đi test cái mồi này và cái mồi của mình phát sinh cho mọi người xem, đẩy nhanh cái tiến độ đó. Bây giờ mình sẽ cho cái nguyên liệu cuối cùng này vào, đó chính là trứng vịt. Trứng vịt này mình sẽ cho đi 3 quả trứng vịt đó, tăng cái độ tanh thối. Đây, các bạn cho trứng vịt vào đó, một quả nè. Đã chưa. Quả thứ hai nè. Đó, quả thứ hai nè. Quả cuối cùng luôn. Rồi ok. Các bạn trộn đều lên nữa là xong. Có một cái điều đặc biệt ở trên kênh của mình là những cái bài mồi của mình á, nó không có thuộc bản quyền của ai hết. Và mình cũng không có lấy bất cứ cái video hoặc là cái mồi của người nào để làm lên thương hiệu của cái người đó và quay lên cho mọi người xem. Thì mình có một số cái video cũ, mình thấy cái mồi nó hay nên mình làm một cái video lên cho mọi người xem và mình đi test thử, đi xem thử coi cái mồi đó nó có hợp với cái chỗ của mình hay không. Nhưng mà cái kết thì không, cái mồi đó nó không phù hợp ở cái chỗ của mình, nó chỉ phù hợp ở những chỗ khác, những chỗ mà người ta câu lên được cá từ cái mồi đó. Chỉ một lần duy nhất thôi, không có lần thứ hai. Đây là cái mồi của mình yêu thích nhất có thể. Mình đã câu lên cái mồi này lên rất là nhiều cá và lên những loại cá rất là to, thậm chí là không cần phải xả ổ và nhử ổ luôn, câu trong ngày luôn vẫn lên được cá to từ cái mồi này ở một cái hồ tự nhiên 100%. Người ta giăng lưới kích điện hàng ngày hàng giờ ở ngay tại chỗ đó và đập nước bơi lội giăng lưới, cá rất là nhát luôn mà câu vẫn lên được cá. Như vậy mồi của mình nó mới hay được đó. Mình thích câu những cái chỗ như vậy, mặc dù biết nó khó và cá nó nhát vẫn câu lên được cá, như vậy mới hay mới tài. Ok, mồi mình trộn xong hết luôn rồi các bạn nha. Và đây là cái hũ 5kg. Đây là hũ mồi lần trước nè, mình câu 4 ngày 3 đêm nó cũng hết rồi đó. Bây giờ mình trong đây nó có một ít cái men chua, mình cho vào một cái là có chừng 3-4 ngày là ngon, nhanh lên độ lên men chua luôn, là để nhanh để con có mồi để mình đi câu á các bạn, chứ không phải là gì hết. Mình đang rất muốn để cho đẩy nhanh cái tiến độ và quá trình của cái mồi này nó đủ cái độ chua lên men, đủ cái độ chua, nhanh lên độ chua để cho kịp mồi mình đi câu cá và đi test mồi cho mọi người xem ở ngay tại cái thời điểm mà trời nó đang mưa gió và giông bão như thế này. Thời tiết ban ngày rất là xấu luôn, ban đêm thì cực kỳ nóng mà chịu không nổi luôn á. Một ngày có thể tắm đến 2-3 cử mà vẫn thấy nóng đó. Thời tiết gọi là rất là oi bức. Bão hiện tại là trời giờ đang bão các bạn, nên cũng rất khó đấy. Xong rồi đó. Rồi các bạn dùng nắp á, các bạn đậy lại và nên nhớ là các bạn không cần phải đậy kín nữa nha, đậy sơ thôi đó, đậy sơ thôi cho nó ít thông khí chút, đậy nhẹ lại một cái thôi, đó là nhẹ cái thôi. Các bạn mà đậy mà mạnh quá, những cái hơi ở trong cái thùng này nè, của cái mồi này nè,
giống như ga nó bung ra, nó bay nắp, bay luôn nắp mình ra luôn. Đó, mình bị một lần rồi, nên mình chia sẻ lại cho mọi người. Đó, rồi ok. Ngày hôm nay mình đã chia sẻ cho tất cả các anh em và các bạn xong một cái bài mồi nền khoai lang ua chua chiên dùng câu cá trôi chép chấm rô phi, hiệu quả với làm này của mình. Và nếu các bạn yêu thích cái video này, hãy nhớ cho mình xin một like và đừng quên đăng ký kênh và chia sẻ cái video này với tất cả mọi người cùng xem nha các bạn. Chúc tất cả các bạn có một ngày xem video vẻ và câu thật nhiều cá khủng từ chính cái bài mồi này của mình nha các bạn. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye.